Ngày 7 tháng 6, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ 5 đối tượng tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 89 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một bộ công cụ sử dụng ma túy. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện đã xác định Vi Xuân Thành, sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, là đối tượng cầm đầu chuyên lấy ma túy từ biên giới về Nghệ An nhằm cung cấp cho các đối tượng nghiện tại các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai trong các quán karaoke. Tang vật thu giữ gồm 2.397 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật, phương tiện khác. Tiếp tục đấu tranh, cùng ngày cơ quan công an bắt thêm 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 112 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.